Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp Buffy Valency các bạn. Nhận tốc cần Buffy thì tốc cần này nó sẽ list lên Uniswap các bạn. Đây thì dự án của trên CoCapCo các bạn. Website của nó các bạn. Nó có cả map nè các bạn. V4. Thôi để tham gia giá này các bạn click phần link mô tả, mở Telegram ra bấm nút start nha các bạn. Trước kia mình có hướng dẫn các bạn gạo 1 rồi. Nay có gạo 2 các bạn. Hiện tại gạo 1 chưa phân phối nha các bạn. Chương trình airdrop này mình sẽ nhận được 2,5 token Buffy khoảng 22 đô nha các bạn. Một token Buffy này khoảng 3 FI này khoảng 9 đô ạ. Giờ bấm cho này gấp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cho anh kênh group kênh channel nè các bạn. Thì mình gạo 1 mình có làm rồi. Kèo này Uniswap khá là ngon các bạn. Các bạn để mình lưu cái ảnh này đây mình làm thumbnail luôn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tài Twitter bạn. Follow tài Twitter và Binbot luôn các bạn. Câu hay nhận tới 2,5 tốc cần khá là con này nó sẽ về. Cho mình nghĩ dự án like của CoCapCo này chắc là. Rồi các bạn chỉ việc like và tweet thôi mà, không scam đâu các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like và tweet viết đã game nha các bạn. Bạn test lại nha các bạn, rồi bạn mới đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like của CoCapCo các bạn. Submit rồi bạn chụp lại các bạn group các bạn. Chụp lại màn hình gửi cho group. Thì bạn nào chưa có rồi bạn việc like nha các bạn. Sao đâu rồi như vậy các bạn chụp màn hình lại chụp mình các bạn. À, một tục cần này nó lên 15 đô các bạn. Đã chụp màn hình rồi phan các bạn để bắt đầu chụp lại các bạn. Các bạn like các bạn chụp. Rồi sau khi các bạn like các bạn đăng ký luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào group nữa các bạn. What? Rồi các bạn chờ lâu chút xíu thôi các bạn. Sao không thấy em bạn nào gỡ hình chúng ta? Anh group mà sao không ai gỡ group? Rồi các bạn cứ gỡ đại theo giống mình đi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào gỡ anh group nữa các bạn. Sao cô mà kiếp kiếp. Rồi mấy bạn này. Rồi bạn mới đáp lên đi các bạn. Rồi bạn bấm submit return nha các bạn. Rồi bạn bấm done nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại tờ Twitter username, tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào quay gặp bên cùng nữa các bạn. Bạn nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Bạn nhấp vào quay gặp bên cùng nữa các bạn. Bạn nhấp vào chia sẻ nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn sao chưa rồi các bạn mới đáp lời các bạn. Các bạn phải các bạn chờ một chút xíu các bạn. Ôi sai rồi, nhớ username mình đâu phải 09 đuôi ta, 19 đuôi hay. Để mình copy lại các bạn. Rồi các bạn sao chép cho khai như tạm được không? Phải 09 đuôi này phải. Rồi bạn dán vào các bạn. Đúng rồi. Là mất thời gian.
Bạn chờ chút nha bạn. Tiếp tục bạn nhập vào bút. Sao nó không kêu gì nữa ta? Live fail group meet you. Rồi các bạn điền là địa chỉ email các bạn đăng ký trên có cấp cô nha tất cả các bạn, trong web có cấp cô đấy. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với C20 với chocolate máy sao wallet, các bạn copy MetaMask, các bạn copy địa chỉ SSH của mình nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Các bạn gì vậy? Copy địa chỉ SSH mình gửi cho bot là xong các bạn. Các bạn cũng thông cảm mình nha các bạn. Video mình làm quá dài dòng. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Làm gì hướng dẫn các bạn cho nó chất lượng để làm AirDrop mà sai sức nó không trả tôi cần nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bấm Don tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục bấm Z nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi các bạn gì việc lấy tiền ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần các bạn. Đây là một kèo bấm ra bằng những tất cả bằng những video clip tiếp theo từ mình nhé.